Chào tất cả các bạn đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Hôm nay hướng dẫn cho các bạn mới tập chơi cách trồng cây dâu tầm, cây dâu tầm có trái nha bạn. Cây dâu có trái, dâu thì nó có hai loại, loại có trái dâu tầm ăn á, loại có trái và loại không trái. Chỗ mình gọi là cây dâu tầm vậy thôi, còn mấy chỗ khác thì mình không biết nha. Đó, hoặc là gọi là dâu trái. Đó, cây này mới mua về nên hướng dẫn cho các bạn cách trồng luôn, các bạn mới tập chơi thôi nha. Đó. Này người bán gói rất là cẩn thận nha, vô cái bọc mũ để giữ ẩm cho nó với quấn băng keo nè, rất là kỹ. Em bán cây thì đi xa em vẫn gói giống như thế này, tất cả các cây đều gói và giữ ẩm cho nó hết. Đó, đây cây dâu tầm nha, đây mình khui ra cực kỳ quái luôn nha bạn, dòng này quá trời quái luôn nè, các bạn xem nè. Đó, rất là quái luôn, cây nào cũng quái nè, mua số lượng rất là nhiều, các bạn xem nè. Nó gửi xa nên nó mọc mầm rồi hết rồi các bạn. Cái loại này nó rất dễ sống nên mình hướng dẫn cho các bạn cách trồng nên cực kỳ dễ luôn, quá trời quái luôn nè. Đó. Đối với những cây như thế này thì mình đây giới thiệu cách trồng. Đó, đa số bonsai thì mình trồng bằng sơ dừa trấu với vỏ đậu phộng nha bạn, vỏ đậu phộng nè, lưu ý sơ dừa mới trấu mới. Đó, vỏ đậu phộng thì mới thì tốt, cũ cũng không sao nha, cũng được nha. Đó, tỷ lệ là hai trấu một sơ dừa và ủa hai sơ dừa xin lỗi hai sơ dừa một trấu và một vỏ đậu phộng nha. Đó, chúng ta trộn đều với nhau. Lưu ý chúng ta mới trồng thì chúng ta không cần phải trộn phân gì hết nha bạn. Đó, mình chỉ trồng chất trồng này thôi, các bạn có đất thì cho vô hoặc cát xây cho vô đều được nha. Đó, chúng ta cứ cho trực tiếp vô. Đó, chất trồng này nó khô thoáng và thoát nước tốt. Các bạn lưu ý là bonsai mình trồng là phải thoát nước tốt, điều đó cực kỳ quan trọng luôn nha, không được giữ nước nha. Mình trồng trong cái chậu nhựa hoặc là chậu xi măng, chậu sao á, mình tưới nước nó phải thoát nước tốt, cây của mình nó mới sống khỏe được nha. Rồi đó, phần đất này mình nè, mình cạy bớt đi nha các bạn. Đó. Đó, sau này để mình vô cái chậu mỏng cho nó dễ hơn nha, nếu rễ nào dài thì mình chúng ta cắt bớt đi, vì cái loại dâu tầm này nó rất là dễ sống. Cạy đất bỏ đi bớt nha. Đó, giúp cho cái nó tơi xốp luôn. Đó. Rồi, việc là trồng vô thôi nhé bạn. Đây này. Rồi, ta cho chấu xì dừa vô. Ném chặt nhẹ xung quanh nè. Lưu ý mới trồng thì chúng ta để trong mát nha. Các bạn trồng là để trong mát tránh ánh ngoài ánh nắng mặt trời nha các bạn. Dâu tầm ăn, dâu này có trái, sau này sửa cho bonsai có trái là cực kỳ đẹp luôn. Chúng ta ém chặt nhẹ xung quanh nha. Đó, một cây thứ nhất. Bạn xem thấy hay cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đó, bonsai Tiền Giang, nở cây lại Tiền Giang. Các bạn có nhu cầu mua cây giống, cây bonsai gì cứ vào kênh của mình xem nha bạn. Mình có cây gì mình sẽ đăng lên đó hết nha. Bạn nhấn đăng ký á, mình đăng những cái clip mới nó sẽ thông báo cho mấy bạn liền nha. Đó, cây tiếp theo vẫn cười đất bỏ bớt nha bạn. Đó, đất này nguyên một cục nó khó cứng ngắt rồi các bạn. Đối với cây những cái cây dễ sống thì chúng ta cứ cạy đất thoải mái không sao nha, nó không có ảnh hưởng gì cho lắm. Sau này chúng ta vô cái chậu nhỏ nó sẽ dễ dàng hơn. Còn đối với những tùy theo cái cây mà mình xử lý nha bạn. Cái này cây này mình vũ trụi luôn nó vẫn sống bình thường nha, nó không có chết đâu mấy bạn khỏi lo. Tùy theo cái cây mà mình trồng nó khác nhau nha các bạn, chứ không phải là cây nào cũng vũ trụi vũ bầu được nha. Đó, thân cực kỳ quái luôn, vô tầm. Chúng ta chơi bonsai thì thế nào nó cũng có sự rủi ro ra xảy ra nha, không thể nào tránh khỏi được, bất kể ai cũng vậy. Cây thành phẩm nó còn chết mà nó chưa những cây phôi như thế này. Đó. Rồi sau đó cái này chúng ta cứ tưới kích rễ vô nha. Đây mình sử dụng kích rễ N3M thôi, chúng ta tưới kích rễ cho nó để trong mát là ok. Những cái mặt cắt này mình gọt lại một lần nữa nha bạn, gọt lại sau đó tho keo lại nha, tho keo Mỹ Tiến, keo liền sẹo nha. Vì dâu tầm nó rất là dễ mục nha bạn, cái mặt cắt này dễ rất là dễ tuột, bởi vì chúng ta thoa kẹo nó thoa keo nó tránh cho nó nước nó không thấm vô đây, nó không bị mục.
ok. Rồi những cây còn lại chúng ta làm tương tự nha, ta trồng tương tự nha. Đó, cây cực kỳ quái luôn các bạn. Đây giới thiệu cây dâu tầm luôn, cây này có giao lưu luôn nha. Đó, anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979582872. Đó, 500k một cây như thế này nha bạn. 500k một cây. Đó, anh em có nhu cầu cây gì nó lớn hơn ngón tay cái nha, anh em so sánh giùm em. Đồng giá với nhau hết. Đó, anh em có nhu cầu thì alo em, những co nè, cực kỳ quái luôn. Cái này sửa ra phơm tàn đó, anh em lưu ý nha. Những cái mặt cắt này chúng ta thoa keo liền xẻo hết nha các bạn. Thoa keo liền xẻo hết nha. Đó. Rồi, anh em xem thấy hay cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Rồi, chào tất cả anh em.